Hôm nay mình quay một cái góc quay xe lên dốc nha mọi người. Xe tải, xe con, xe khách nha mọi người. Là chiếc xe ô tô con đi trước nha mọi người. Bên sau mình có chiếc xe tải. Mình trước có một chiếc xe con nữa mọi người. Đèn rất sáng. Người ơi, chiếc xe tải đang lên dốc mọi người. Đây mọi người, ở sau mình chiếc xe tải mọi người. Đây, xe tải đang đi qua rồi mọi người. Hôm nay mình quay một cái góc xe tải và xe khách nha mọi người, xe con. Đằng sau mình có chiếc xe tải đang đi qua nha. Đang trước mình chiếc xe con mọi người. Đằng sau mình có chiếc xe con. Mày có đậu chẳng đâu của ấy. Tao cũng dừng rồi, bật rồi. Đấy, chiếc xe con đang lên dốc mọi người. Giờ chiếc xe tải 3 chân hay là 4 chân đang lên dốc này mọi người. Chưa biết rồi này. Đó mọi người. Xe này xe 2 chân mọi người. Đây mọi người. Đằng trước mình có một chiếc xe tải nữa nha. Xe tải và xe máy nha mọi người. Xe khách cho mọi người. Đến Đà Lạt Buôn Ma Thuột nha mọi người. Đây, chiếc xe con đang lên mọi người. Xe nó gửi vào nhà nghỉ mọi người. Nhà nghỉ đầu tiên mọi người. Bạn nào ở xa thì ghé qua đây nghỉ nha mọi người. Đây nghỉ rất là thoải mái. Đây mọi người, tổ chức xe tải mọi người. Cần đá mọi người. Xe tải 3 chân vượt xe xe tải. Rồi chiếc xe ben nha mọi người.
chiếc xe tải luôn rồi. Xe Đắk Lắk mình vào Đà Lạt nhiều lắm rồi. Ban đêm là chủ xe Đắk Lắk vào Đà Lạt chuyển hàng mọi người nha. Đây một chiếc xe con nha mọi người nha. Đi lên trước kia một chiếc xe con đó mọi người nhé. Xe con và xe tải nha mọi người. Lâm Đồng, xe Lâm Đồng nha mọi người. Quay xe quay chỗ này. Anh chạy chắc em quay đồng vậy. Quay chắc ô phải mạng tới này nè em tội bắt cầu nó mẹ em lại. Tôi đâu có tay mình kì, cong vang tay nhỏ ai chứ. Đâu có Long An đây như nào hình đấy. Chắc mình là tên lọ. Xe Khang Phát đi Sài Gòn nha mọi người. Dạ, đi Sài Gòn. Hả? Mấy người đi? 4 người. Hả? Đi rất đâu rồi? Không, đi về nghỉ 3-4 ngày. À, đi chơi.
Dạ, dẫn lên lại. Rồi, xe đi rồi. Ủa mẹ họ vết lắm mẹ họ hả? Vết ạ. Rồi về nha mọi người nha. Đây, xe tải là xe cuối cùng nha các bạn.